Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn lem một cái con rùa đốc mới nha các bạn nha. Đó, thì cái con này nè các bạn. Cái con này khi các bạn lem lên á thì các bạn sẽ được nhận khoảng tầm là 20 tỷ rô đốc nè các bạn ha. Và phí ga của nó khoảng 0.16 đô ha. Thì ở đây cũng có cái contract của nó ha. Đó, thì nó cũng là mạng BSC nha các bạn, BEP20 nè nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, cái này thì mình cũng làm nhiều rồi. À, cho nên là bây giờ mình sẽ làm nhanh ha, cho các bạn làm theo ha. Thì các bạn đi vào mô tả video hoặc là bình luận đầu tiên của video, các bạn sẽ thấy đường link nha. Rồi các bạn đè xuống, các bạn copy cái đường link này ha, copy. Sau đó các bạn mở cái ví trớt lên các bạn mở cái ví trớt lên nha, mở ví trớt wallet lên ha. Rồi sau đó các bạn đi vào đi app nè, đáp đó. Các bạn dán cái địa chỉ vào ha, sau đó các bạn enter giúp mình nha. Rồi các bạn chuyển sang mạng BSC nha, Smart Chain nè. Đó, thì nó còn 23 ngày nữa ha, 10 giờ 57 phút nữa là nó hết cái chừng này rớp này các bạn nha. Đây, nó nói là các bạn sẽ claim nhận được 20 tỷ nè rô đốc nè ha. Rồi mua thì mắc đó là 20 BNB và rẻ nhất của nó là 0.01 BNB, thì 0.01 BNB tương đương với là 200 tỷ rô đốc ha. Còn 0.1 BNB tương đương 2.000 tỷ rô đốc ha. Đó, và khi các bạn giới thiệu được một người, các bạn sẽ được nhận 100% bonus nha. Rồi thì cái đó là chương trình mua, còn mình thì mình giới thiệu cho các bạn cách claim để nhận miễn phí nè. Claim nhận miễn phí nè, thì các bạn bấm vào claim để nhận 2 tỷ 20 tỷ gì đó, rồi bấm kết nối các bạn nha, bấm kết nối ha. Rồi bây giờ phí của nó là 0.18 nha các bạn nha, chứ phải 0.16 đâu, có hại nó lên rồi đó. Bấm chấp nhận các bạn, chấp thuận. Rồi coi như là mình đã lem xong các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi vào mình sẽ lấy cái contract của nó để mình dán vào nha. Cái địa chỉ hợp đồng rồi. Đây các bạn bấm vào đây nha, nhấp vào đây để mình đi đến cái mình lấy cái contract, smart contract của nó. Rồi tổng cung đây đây các bạn, đây hợp đồng các bạn, bấm vào đây ha. Rồi copy, rồi các bạn quay ra đi vào cái để mình xem. Cái này là số hợp phân là 8 ha. Tên là Gross Doc. Rồi để xem. Rồi mình quay lại ví trớt đây các bạn. Đó cho các bạn, sau đó các bạn tắt luôn. Tắt cái dấu ít này đi. Rồi các bạn vô ví nè. Rồi các bạn vô cái dấu phía trên mình sợ khác mình tìm ra. Thử nó có cái contract này không. Rồi không có các bạn. Không có, các bạn bấm vào thêm đồng mã hóa giúp mình nha. Rồi các bạn bấm thêm. Rồi các bạn chuyển sang mạng lưới là BSC ha, BSC. Rồi địa chỉ hợp đồng các bạn dán vô. Rồi các bạn tên thì rô đốc ha. Vậy thì phải, tên là Rose Doc, rồi kia là Rô Doc. Rồi cái này là
Cái này là rồ đốc các bạn. Đó, số học phân là 8. Đó. Rồi các bạn bấm làm xong giúp mình nha. Xong rồi các bạn bấm làm xong giúp mình. Rồi, à, nó ra được 20 tỷ nè các bạn. Rồ đốc ha. Vậy là nó đã về ví rồi nha. Đây các bạn, nó ra về ví rồi ha. Ok, rồi. Rồi các bạn đi vào đáp lại, các bạn đi lấy cái đường link giới thiệu nè. Thì xem là nó leo được mấy lần. À, được leo được có một lần thôi nha các bạn nha, mỗi người leo được một lần thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách đi lấy cái đường link giới thiệu nè. Đây nè các bạn sẽ dán cái địa chỉ ví BNB Smart Chain vào đây nha, để chúng ta lấy cái ví nha, để chúng ta lấy cái địa chỉ ví. Các bạn tắt cái này đi, các bạn quay vào ví ha, các bạn kéo xuống, các bạn lấy Smart Chain, rồi các bạn bấm vào sao chép nè, sau đó các bạn quay ra, rồi các bạn vào đáp lại, sau đó các bạn chọn dòng tiền ha, rồi các bạn đè, các bạn dán cái địa chỉ BNB vào. Sau đó các bạn bấm get referral link. Đó, sau đó các bạn bấm vào copy nè ha. Bấm vào copy. Rồi. Sau đó các bạn đi dán cái địa chỉ này trên các mạng xã hội nha. Facebook, Zalo đó để mà người ta ủng hộ các bạn nha các bạn nha. Rồi đơn giản như vậy thôi các bạn. Rồi quên nữa, các bạn quay lại cái ví chết, các bạn tắt này đi. À, tắt là đi. Sau đó các bạn đi vào cái chung xem tất cả này các bạn. Bấm vào đây. Rồi các bạn xóa hết cho mình nha. Để nó cho nó không được bất kỳ một cái website nào nó kết nối với cái ví của bạn, nó kết nối nó sẽ rút hết tiền các bạn đó. Mình đã bị rút hết rồi cho nên là bây giờ mình không còn có để không dám để tiền nhiều trên đây nữa. Ha, à, còn mấy đô chút xíu thôi, mình không dám để nhiều nữa các bạn. Để nhiều là nó sẽ rút hết ha. Ở đây nó bị rút hết rồi đó. Đó, nó còn ít thôi. Rồi. À, chúc các bạn thành công nha. Nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận dưới video nha, mình sẽ đáp các bạn nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.